Chào mừng bạn đến với kênh youtube bản tin 24 giờ. Hãy nhấn subscribe và like để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn và chúc các bạn có những giây phút thư giãn vui vẻ. Hát karaoke Tây Vịnh trong lúc giãn cách xã hội, 8 người bị phạt 117,5 triệu đồng. Liên quan đến vụ chủ quán karaoke không phép ở Bình Định cho một nhóm nam thanh niên đến tụ tập hát hò cùng dàn Tây Vịnh trong lúc địa phương đang giãn cách xã hội theo chỉ thị 16, có 8 người bị phạt với số tiền 117,5 triệu đồng ngày mùng 9 tháng 8. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã An Nhân, tỉnh Bình Định đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với ông Trần Ngọc Thuận, sinh năm 1989, ngụ khu vực Kim Châu, phường Bình Định, thị xã An Nhân, chủ một quán karaoke không phép ở phường Bình Định, cùng bảy khách hát karaoke về hành vi không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người. Theo đó, ông Trần Ngọc Thuận bị phạt 20 triệu đồng, trong bảy khách hát karaoke, 6 người bị phạt với số tiền 15 triệu đồng mỗi người một cô gái do chưa đủ 18 tuổi nên bị phạt 7,5 triệu đồng. Như vậy, trong vụ việc trên, có 8 người bị phạt tổng cộng 117,5 triệu đồng. Trước đó, khoảng 20 giờ tối ngày 26 tháng 7, Công an thị xã An Nhân phối hợp với tổ công tác của phường Bình Định tiến hành kiểm tra quán karaoke không tên, không có giấy phép hoạt động do ông Trần Ngọc Thuận làm chủ. Lực lượng chức năng phát hiện bên trong cơ sở có 7 thanh niên, gồm 4 nam, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định và ba nữ ăn mặc mát mẻ, đang cùng hát karaoke nhậu nhẹt trong một phòng. Thời điểm này, tỉnh Bình Định đang có quy định tạm dừng một số dịch vụ không thiết yếu như quán karaoke, bar, vũ trường, game, massage. Trên phường Bình Định đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Theo tìm hiểu của phóng viên, ba cô gái cùng hát với nhóm bốn thanh niên nói trên sinh sống bằng nghề tiếp viên, chuyên phục vụ cho khách hát karaoke trên địa bàn thị xã An Nhân khi có nhu cầu.